Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mô hình cho thuê mang lại lợi nhuận cho bạn. Tuy nhiên, để tính được lợi nhuận đến vào thời điểm nào, cần phải nghiên cứu thật kỹ từng mô hình cụ thể. Chỉ cần 2 năm để lấy lại số vốn. Lợi nhuận mỗi năm từ khoản đầu tư của tôi sau khi trừ đi tất cả các chi phí là 360 triệu đồng. Bí quyết nào để giúp tôi đạt được con số này và xây dựng nó thành mô hình trường tồn theo năm tháng? Phân tích các hình thức cho thuê hiện nay. Những năm gần đây tôi thấy phổ biến nhất là mua chung cư và cho thuê lại. Bởi vì chỉ cần có vài trăm triệu, bạn đã có thể mua được một căn chung cư 2-3 phòng ngủ. Phần còn lại ngân hàng sẽ cho vay. Một căn hộ cho thuê thông thường sẽ có giá dao động từ 15-20 triệu đồng một tháng ở các thành phố lớn. Theo tính toán của tôi thì mô hình đầu tư này sẽ phải mất đến chục năm để trả hết khoản vay từ ngân hàng và phần chi phí đầu tư và thiết kế nội thất, rồi sau đó bắt đầu mới có lãi. Đầu tư chung cư sẽ có một rủi ro nhất định mà bạn phải cân nhắc, đó là cơ sở hạ tầng xuống cấp, căn hộ mất giá, kể cả bán đi cũng không được mức giá tốt, thậm chí là cắt lỗ. Tình trạng này thường xảy ra ở các thành phố nhỏ, khi mà dự án được xây dựng chủ yếu bởi các chủ đầu tư nhỏ lẻ, không đảm bảo chất lượng về lâu dài. Tiếp theo, đó là mô hình xây nhà rồi biến nó thành căn hộ cho thuê theo ý mình. Nhìn qua bạn cũng đoán được chi phí đầu tư ban đầu phải rất lớn, từ mua đất, xây dựng đến thiết kế nội thất bên trong. Những người đầu tư theo phương án này phải có trong tay ít nhất chục tỷ. Nhưng cái lợi duy nhất là nó sẽ là của bạn mãi mãi. Khoản lợi nhuận kể cả đến thời con cháu của bạn vẫn sẽ được hưởng. Tất nhiên đó không phải là cơ hội dành cho những bạn trẻ trong tay chỉ có vài trăm triệu. Ở các thành phố lớn còn có một mô hình rất phổ biến là họ xây nhà còn bạn kinh doanh. Bởi vì giá đất đắt đỏ, họ mua đất, xây nhà xong thì đứt vốn, hoặc chỉ muốn cho người khác thuê hoặc kinh doanh cho nhàn. Bạn chỉ việc thuê lại, đầu tư thêm phần nội thất bên trong để phù hợp với phân khúc phân hàng và bài toán kinh tế của bạn nữa là xong. Về cơ bản, hình thức này khá phù hợp túi tiền của rất nhiều người, mang lại lợi nhuận nhanh chóng sau 2 năm. Đây chính là hình thức mà tôi đang đầu tư và mang lại lợi nhuận lên đến 360 triệu mỗi năm sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Để đạt được con số này, điều bạn cần phải lưu ý chính là phải thuê được một căn nhà có nhiều phòng nhất có thể với mức giá phù hợp. Bạn phải nhìn túi tiền của mình để biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhà cũng có nhiều loại, muôn vạn hình trạng. Phác thảo cơ bản căn nhà của bạn trong đầu để đảm bảo rằng nó vừa khớp với túi tiền của mình. Rồi nhân duyên sẽ đưa bạn gặp những thứ mà bạn đang tìm kiếm bằng tất cả sự nỗ lực. Đây là kinh nghiệm đã từng xảy ra với tôi rất nhiều lần, từ việc tìm chỗ hay tìm văn phòng công ty và nơi tôi thực sự muốn đầu tư. Tôi vẫn muốn áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống. Chính nhờ điều này mà sau mấy tháng chơi ròng rã đi tìm, tôi thuê được căn nhà 8 phòng rộng đến 55m2. Chưa tính tầng 1, vị trí mặt đường lớn, tất cả các phòng đều được ngăn đẹp đẽ, có điều hòa và nhà tắm có gắn thiết bị vệ sinh đầy đủ trong từng phòng. Có nghĩa là tôi chỉ việc lắp lại nội thất nữa là xong. Tóm gọn lại, một bí quyết đơn giản đó là đừng thỏa hiệp khi chưa thấy nơi thực sự mà bạn muốn đầu tư. Hãy cẩn thận trước khi đặt bút ký tên trên hợp đồng. Không có gì là mãi mãi. Việc bạn đi thuê nhà cũng vậy. Rủi ro lớn nhất trong mô hình này chính là chủ nhà phá hợp đồng. Như vậy bạn sẽ mất cả chi lẫn chài. Thế nên thứ quan trọng nhất bảo vệ bạn trong phi vụ này chính là hợp đồng. Cho nên bạn nên lưu ý 4 điều sau. 1. Hãy tìm chuyên gia trong lĩnh vực này. Luật sư soi từng chữ trên hợp đồng để đảm bảo những thiệt hơn sẽ gây ra cho bạn và điều chỉnh lại hợp lý. 2. Một con số cụ thể được ghi rõ trên hợp đồng chính là khoản bồi thường cho những tổn thất, chi phí bạn đã đầu tư nếu chủ nhà muốn phá hợp đồng trước thời hạn. Nếu trên giấy tờ đứng tên hai vợ chồng cùng sở hữu thì trên hợp đồng bắt buộc phải có chữ ký của cả hai người. Trên hợp đồng chỉ có chữ ký của một trong hai người. Nếu trường hợp tranh chấp tài sản diễn ra, bạn sẽ gặp rắc rối rất lớn mà không được pháp luật bảo vệ. 4. Hợp đồng phải được công chứng, giám định bởi một người đại diện cho pháp luật như công tố viên hoặc sở tư pháp. Xây dựng giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp của mình. Đừng đầu tư chỉ vì bạn có rủng rỉnh tiền, mà hãy đầu tư vì bạn muốn mang lại giá trị cao hơn cho những người xung quanh. Sếp cũ từng dạy tôi rằng, nếu một doanh nghiệp mang lại giá trị cho khách hàng, doanh nghiệp đó sẽ luôn trường tồn theo thời gian. Tôi tin điều này là đúng. Thứ thôi thúc tôi đầu tư vào mô hình này không phải là vì tôi có nhiều tiền ở thời điểm đó, mà tôi thực sự muốn xây dựng một mái ấm cho cộng đồng nước ngoài ở thành phố tôi đang sống.
Khoảng thời gian làm việc với bạn bè chủ yếu là người nước ngoài khiến tôi thấu hiểu nhiều điều. Họ gặp khó khăn trong giao tiếp, trong các thủ tục hành chính phức tạp ở nước mình, cô đơn lạc lõng ở một nơi xa lạ. Bởi vì hiểu, nên khi làm việc bằng trái tim và tình yêu, tôi đã kết nối được với khách hàng của mình như một người bạn, một người thân trong gia đình. Và rồi sức mạnh của ngôn ngữ sẽ lan tỏa. Dựa trên triết lý đó, tôi xây dựng được một lợi thế cạnh tranh của mình và là bí quyết giúp tôi giữ chân được khách hàng. Vậy nên, trước khi bạn đầu tư vào thị trường này, hãy thực sự hiểu rõ khách hàng của mình cần gì. Nếu bạn đưa ra được giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu của thị trường, khách hàng sẽ luôn tìm đến bạn. Còn khi bạn xây dựng được giá trị cốt lõi chính cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ níu giữ được trái tim của khách hàng. Trên đây là những kinh nghiệm của tôi trong việc đầu tư và hình thức cho thuê. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy thị trường và mô hình phù hợp với túi tiền của mình. Bài tiếp theo tôi sẽ chia sẻ chi tiết về thủ tục pháp lý cho người nước ngoài thuê nhà ở Việt Nam và những sai lầm thường gặp. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!